Tiểu thuyết, bộ ba tiểu thuyết Tartara, tác giả Alphonse Daudet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quanh âm có những tiếng thì thào tán đồng, đương nhiên ông ấy có lý. Chính chúng phải bắt đầu trước, vì họ bao vây và người ta thay thêm một lần nữa rằng không ai biết rõ lực chiến tranh như Tartara. Tuy nhiên phải quyết định, một ngày kia hội đồng tập họp trong gian phòng lớn của tập đoàn thầy tu, được các cửa kính màu trên cao soi sáng, vây quanh là những tấm ván ốp chạm trổ, và cha tiếp tân đọc các báo cáo về nguồn lực của nơi này. Tất cả các cha trắng lắng nghe, im lặng, ngồi thẳng rất từ bi, trong cuộc bao vây nửa giờ theo kiểu đạo đức giả, cho phép họ ngồi mà tưởng như đang đứng. Thật thảm khổ, bản báo cáo của cha đón khách, điều mà họ đã ngấu nghiến từ khi bắt đầu cuộc dây hãm. Những người Tarascon này, món pate chim én, có hàng trăm, món bánh mì lê, có hàng ngàn và nhiều món này nhiều món khác. Từ mọi thứ mà ông đã liệt kê và lúc ban đầu họ được cung cấp đủ, thì bây giờ còn lại rất ít, nói cho đúng thì chẳng còn gì cả. Các cha nhìn nhau mặt dài thưa và thỏa thuận với nhau thật dè dặt như thái độ của kẻ thù, không muốn đẩy chuyện gì lên chỗ cực đoan. Họ có thể phòng thủ hàng năm trời mà không thiếu thốn gì cả. Nếu người ta đến cứu viện họ, cha đón khách với giọng đơn điệu và mệt mỏi, tiếp tục đọc thì có tiếng la ó ngắt lời. Cửa gian phòng ồn ào mở ra, Tartarin xuất hiện. Một Tartarin rất xúc động, máu bốc lên gò má, râu phồng trên cây thập tự trắng của bộ trang phục. Ông lấy kiếm chào linh mục trưởng tu viện, rớt thẳng trên lòng từ bi, rồi chào các cha khác và rất nghiêm nghị. Thưa đức cha tu viện trưởng, tôi không giữ chân những người này nữa. Người ta đang chết đói, các bể chứa đều trống rỗng. Thời điểm đã đến để trả lại chỗ nào, hoặc chúng ta sẽ bị chôn vùi giữa đống đổ nát. Điều mà ông không nói nhưng cũng rất quan trọng là từ 15 ngày qua, ông thiếu sô-cô-la để uống vào buổi sáng, mà ông cứ thấy trong mơ, béo ngậy bốc khói, mượt dầu, kèm theo một ly nước mát trong vắt như pha lê, thay vì nước mặn mặn trong bể chứa mà giờ đây ông phải dùng. Lập tức hội đồng đứng dậy và trong những giọng nói rì rào cùng nói một lúc thể hiện ý kiến đồng nhất, phải trả lại chỗ này, phải trả lại chỗ này. Chỉ có cha Bataye, một người cực đoan, đề nghị cho nổ tu viện với thuốc súng và đốt cháy nó. Nhưng người ta từ chối nghe ông và đem đến để chìa khóa trên cửa. Tu sĩ và dân quân tự vệ theo sau là Escopanet, Pravida, Tartarin, những quý ông to béo ở câu lạc bộ, những người bảo vệ tu viện Pomperigus ra ngoài. Lần này không kèn không trống và im lặng đi xuống đồi thành một đám rước ma quái dưới trăng sáng và ánh mắt tốt lành của các đồn trú của quân thù. Cuộc phòng thủ tu viện đáng nhớ này tạo danh dự lớn cho Tartarin, nhưng vụ chiếm tu viện của các cha trắng của toán quân ném vào lòng những người Tarascon một nỗi hằn thù u ám. Chương 2. Tiệm thuốc Tây ở quảng trường nhỏ, sự xuất hiện của một người phương Bắc. Chúa muốn thế ông quận công à, một thiên đường bên kia biển. Một thời gian sau vụ đóng cửa tu viện, ông dược sĩ Besuke một buổi tối đi hóng mát trước cửa với cậu trò Pascalon và đức cha Pataye. Phải nói rằng các tu sĩ tản mát đã được các gia đình Tarascon đón rước, ai nấy đều muốn có một cha trắng. Những người sống sung túc là chủ các cửa hàng với thị dân, một người chiếm riêng một đức cha, còn các gia đình thợ thủ công thì liên kết với nhau. Nhiều nhà nuôi một trong những con người thánh thiện bằng cách cùng tham gia vào trong các cửa hàng. Người ta đều thấy cần một chiếc áo choàng thầy tu màu trắng. Ở nhà người bán vũ khí Costacan, giữa mớ súng trường, súng cạc pin và những con dao đi săn, ở quầy hàng của người bán kim chỉ, Bomervin dây, sau những hàng ống tơ lụa, khắp nơi sừng sững sự xuất hiện một con chim lớn màu trắng giống như một con chim bồ lông thân thuộc. Và sự có mặt của các cha đối với mỗi nơi cư trú đều là một sự ban phúc thật sự. Có giáo dục dịu dàng, vui tươi, kín đáo, họ không gây phiền toái gì, không chiếm nhiều chỗ trong nhà và tuy nhiên mang đến đó lòng tốt, một sự dè dặt lạ lắm. Giống như thể người ta có Chúa lòng lành ở nhà mình, những con người kèm nén chuyện chửi thề và nói những lời đau to búa lớn hay không nói lời nào cả. Bọn trẻ rất ngoan và ngồi rất thẳng trên những chiếc ghế cao của mình. Buổi sáng, buổi tối, vào giờ cầu nguyện, trong các bữa ăn ban phúc và ân phúc, những bước chân dài màu trắng mở ra như những chiếc cánh bảo hộ cho cả gia đình được tụ tập. Và với sự ban phúc thường xuyên trên đầu họ, những người Tarascon không thể làm gì khác hơn là sống thánh thiện và đạo đức. Ai nấy đều tự hào về đức cha của mình, khoe khoang ngài, làm cho ngài có giá trị. Nhất là dược sĩ Besuke, nhờ gia sản sa sút mà có được cha Pataye ở nhà mình.
Nhiệt tình lòng cháy, đức cha Pathaya vốn trời phú một đức tính hùng biện thật sự mà ai cũng biết và nổi tiếng vì cách kể chuyện ngụ ngôn và truyền thuyết. Đó là một người mạnh khỏe tuyệt vời, hoạt bát như nước da cháy nắng, cặp mắt như than hồng, cái đầu như cá tuyết. Dưới những nếp gấp lớn của chiếc áo vải len thô dày, cha có tương ta quay về, dù một bên vai hơi cao hơn bên còn lại và cha đi xuyên một bên. Nhưng người ta không nhận ra những khuyết điểm nhỏ đó khi ông đi xuống khỏi diễn đàn. Sau khi giảng đại và rẽ đám đông, cái mũi lớn của cha đưa ra gió, vội quay trở lại kho đồ thánh, vẫn còn rung động và sao động vì sự hùng biện của mình. Các bà hớn hở chặn ngang đường với những chiếc kéo cắt từng mảnh chiếc mẫu trùm màu trắng của cha, người ta gọi là cha trang trí. Và vì thế, và chiếc áo của cha luôn rách rưới, nhanh chóng không còn sử dụng được nữa, và tu viện khó khăn lắm mới cung cấp cho cha đủ áo mặc. Mitsuke đứng trước cửa nhà thuốc với Pascalon, và trước mắt họ là cha Pathaya ngồi vắt hai bên trên ghế của mình. Họ hít thở đầy khoái trá, cảm thấy thật bình yên và ngơi nghỉ, vì lúc này trong ngày Mitsuke không còn khách hàng nào nữa, như thể đang ở trong đêm những người bệnh tha hồ mà lăn lộn uốn éo. Ông dược sĩ tử tế không nhúc nhích chút xíu nào trên đời. Thời gian trôi qua để làm người bệnh, ông lắng nghe cũng như Pascalon một trong những câu chuyện như đức cha biết cách kể, trong khi ở xa xa trong thành phố người ta chờ sự rút lui giữa những tiếng hát rì rầm của một buổi tà dương mùa hè. Bỗng nhiên, cậu học trò đứng dậy đỏ mặt xúc động và lắp bắp, đưa ngón tay về phía đầu kia của quảng trường nhỏ. Đó là ông Tạc Tạc A. Ta biết Pascalon ngưỡng mộ đặc biệt vĩ nhân có dáng dấp múa mai nổi bật ở đằng kia trong sương mù sáng rực, đi kèm với một nhân vật đeo găng màu xám, ăn mặc chải chuốt và dường như lắng nghe, im lặng và cứng đờ. Ai đó từ miền Bắc đến, chuyện đó có thể thay ngay. Ở miền Nam, người phương Bắc được nhận ra ngay qua thái độ bình lặng, ăn nói chậm chậm rõ ràng, cũng như người miền Nam để lộ ở miền Bắc khi có nhiều động tác kịch câm và cách độc. Những người Tarasco thường quen thấy Tatara đi cùng với những người nước ngoài, vì người ta không thể đi qua thành phố mà không thăm viếng một người thu hút như kẻ giết sư tử nổi tiếng, người leo núi Anh lừng lẫy, một tên cướp biển hiện đại mà trận bao vây Pompeiigus đã tạo nên một danh tiếng mới. Từ đó những khách thăm viếng ùa tới tạo nên một kỷ nguyên thịnh vượng mà họ chưa từng biết. Các chủ khách sạn làm giàu lên ở các nhà sách, người ta bán tiểu sử của vĩ nhân này. Người ta chỉ thấy ở tủ kính các bức chân dung của ông trong trang phục thổ, trang phục leo núi, trang phục chiến sĩ thập tự chinh, dưới mọi hình thức và trong mọi thái độ của cuộc đời anh hùng của ông. Nhưng lần này không phải là một khách viếng thăm bình thường, một người đầu tiên đi ngang đi kèm với Tatara băng qua quảng trường nhỏ, vị anh hùng với một cử chỉ cường điệu chỉ cho người bạn đường. Ông Mitsuke thân mến của tôi, đức cha của tôi giới thiệu với các vị quận công môn, một quận công ốc, một người như thế chưa từng đến Tarascon. Người ta đã từng thấy ở đấy một con lạc đà, một cây bao báp, một tấm da sư tử, một bộ sưu tập những mũi tên tẩm độc và những chiếc gậy leo núi danh giá, nhưng chưa bao giờ thấy một quận công. Mitsuke đứng dậy chào hơi nhút nhát vì trình diện mà không được báo trước một nhân vật lớn như thế. Ông ấp úng: "Ngài quận công, Tatara ngắt lời ông, chúng ta vào đi quý ông. Chúng ta cần nói những chuyện quan trọng." Ông đi qua đầu tiên, lưng cong dáng điệu bí ẩn, vào phòng khách nhỏ của nhà thuốc có cửa sổ hướng ra quảng trường, dùng làm tủ kính bày những chiếc lọ đựng bào thai, những con sáng dây dài bằng lê lan và những gói thuốc lá hương long não. Cửa đóng lại sau lưng họ như là những người mưu phản. Pascalon một mình ở lại trong cửa hàng, được Mitsuke phải trả lời với khách hàng và không để cho ai đến gần phòng khách, dầu là dưới bất cứ diện cớ nào. Cậu học trò rất thắc mắc, bắt đầu sắp xếp trên các kệ những hộp táo tàu, những lọ siro và những sản phẩm thuốc khác. Tiếng ồn của những giọng nói thỉnh thoảng đến chỗ cậu, cậu phân biệt nhất là giọng của Tatara phát ra những câu lạ lùng: Polynesi, giường địa đàn, mía, chân cất rượu, thuộc địa tự do, rồi một tiếng nấu gian của cha Pathaya thật tử tế. Ta đồng ý, còn về người phương Bắc, ông nói rất nhỏ mà người ta không nghe gì cả. Pascalon có ấn sâu chai mình vào ổ khóa. Bỗng nhiên, cửa mở ra ầm ĩ, bị đẩy như lính tráng bằng nắm tay mạnh mẽ của đức cha và cậu học trò xích lăn đến đầu kia của nhà thuốc. Nhưng trong sự kích động chung, không ai chú ý.
Tartarin đứng trên ngưỡng cửa, lưng quay về phía những gói dầu hoa anh túc đang được phơi khô trên trần nhà của nhà thuốc, với bộ điệu thiên thần giữ cửa đang quơ kiếm, bèn kêu lên: "Chúa muốn đấy ông quận công à, công trình của chúng ta sẽ rất lớn, có những bàn tay lộn xộn giang ra đang tìm nhau, trộn lẫn với nhau, siết nhau, những nắm tay cương nghị như để đóng ấn mãi mãi những lời thề dấn thân một đi không trở lại. Còn nóng bừng vì cơn giàu giặc mới xảy ra." Tatara nhổm lên cao lớn hơn, ra khỏi nhà thuốc với quận công de Mons để tiếp tục đi vòng thành phố. Hai ngày sau, tờ Diễn đàn và tờ Sao Ba Lỗ, hai cơ quan ngôn luận của Tarascon, đăng đầy những bài báo và những quảng cáo về một vụ việc khổng lồ, tựa bài được in bằng chữ to "Thuộc địa tự do Po Tarascon" và những thông báo kinh hoàng cần bán đất với giá 5 quan một hecta cho thu nhập hàng ngàn quan một năm, kiếm tiền nhanh và bảo đảm. Người ta yêu cầu những người đi xây thuộc địa rồi đến lịch sử hòn đảo để thành lập thuộc địa. Dự kiến hòn đảo được quận công de Mong mua từ vua Negongco khi ngài đi du lịch, mặt khác lại được dây quanh bằng những lãnh thổ khác mà người ta có thể chiếm hữu sau này để mở rộng các cơ sở của mình. Khí hậu như ở trên thiên đường, thời tiết kiểu đại dương rất ôn hòa dù gần xích đạo, chỉ biến chuyển trong 3 độ C giữa 25 độ đến 28 độ. Đất đai màu mỡ, rừng được trồng một cách thần kỳ và được tưới rất thần kỳ, mọc lên nhanh chóng từ biển. Điều này cho phép ai nấy có thể chọn lựa độ cao phù hợp nhất với tánh khí của mình. Cuối cùng là lương thực dồi dào, trái cây ngon tuyệt trên cây, những thú săn đa dạng trong các khu rừng và trên đồng, cá nhiều vô số trên các dòng sông. Về phương diện thương mại và lưu thông đường thủy, có một vịnh huy hoàng, có thể chứa cả một hạm đội, một hải cảng an toàn kín đáo để buôn neo, với cảng sao, bể tu sửa vỏ tàu, bến thuyền hải đăng, đường sắt cột tín hiệu, máy cẩu bằng hơi nước không thiêu gì cả. Những công việc đã bắt đầu nhờ các công nhân Trung Hoa và người Kanak dưới sự điều hành và thiết kế của những kỹ sư khéo léo nhất, các kiến trúc sư thanh lịch nhất. Những người di dân khi đến sẽ tìm thấy những nơi cư trú tiện nghi và thậm chí với những kiểu kết hợp thần tình với thêm 50 quan nữa là những ngôi nhà sẽ được dọn sẵn tùy theo nhu cầu của từng người. Bạn nghĩ xem, liệu trí tưởng tượng của người Tarascon có bắt đầu hoạt động khi nghe về những kỳ quan này không? Trong tất cả các gia đình, người ta lập kế hoạch, người này thì mơ đến những cửa chớp màu xanh lục, người khác thì mơ đến một bậc thềm đẹp, người này thì muốn có gạch, người kia thì muốn có đá xây. Người ta vẽ vời tô màu thêm vào một chi tiết khác, một cái chuồng chim bồ câu sẽ duyên dáng, một cái chong chóng chắc là không tệ. Ôi ba ơi, thêm một hành lang nhé, một hành lang ổn đây các con. Về chuyện những thứ đó tốn kém bao nhiêu, đồng thời với những người dân tử tế ở Tarascon bỏ thời gian để nghĩ về việc thiết kế nhà thật kỳ ảo và lý tưởng, thì những bài báo trên tờ Diễn đàn và tờ Ống Sao Lỗ đã được sao lại trong một tờ báo ở miền Nam, trong các thành phố vùng quê tràn ngập những tờ quảng cáo bằng những hình hiệu, đóng khung hình cây cọ, cây dừa, cây chuối, cả hệ động vật hư xa, một chiến dịch tuyên truyền cuồng nhiệt trải rộng ra trên cả miền Provence. Khắp những con đường bụi bặm ở ngoại ô Tarascon, những chiếc xe ngựa của Tartarin chạy nước kiệu, đưa ông và cha Bataille ngồi gần bên ông ở phía trước, ngồi sát dao để tạo thành một bức tường thành làm bằng cơ thể họ với quận công de Mon, được bọc bằng một tấm vải xanh và bị mũi nuốt chửng, đang điên cuồng tấn công tứ phía thành từng nhóm, vo ve hút cạn máu của người phương Bắc, kịch liệt làm ông ta sưng phồng những mũi chích. Đó là ở phương Bắc, cái ông đó không có một động tác nào ít lời và lại rất bình tĩnh. Ông ta không lồng lợn lên, thấy mọi thứ đúng như chúng đang có, đương nhiên người ta có thể yên tâm. Và trên các quán trường nhỏ có bóng mát cây ngô đồng, trong những thị trấn xưa cũ, những quán rượu bị ruồi ăn, trong các phòng thiêu vũ khắp nơi, đó là những bài phát biểu, những bài thuyết giảng, những cuộc hội thảo. Quận công de Mong bằng những thuật ngữ rõ ràng và ngắn gọn, rất đơn giản, trình bày sự thật trần trụi, trình bày về những lạc thú của Port Tarascon và lợi nhuận của vụ làm ăn này, những lời lẽ nồng nhiệt của tu sĩ, giảng về chuyện di cư theo cung khách ẩn sĩ Gia Tatara đầy bụi đường như vừa ra khỏi một trận chiến, bằng giọng nói gian giọng ném ra vài câu gầm rú, chiến thắng,
chinh phục một tổ quốc mới mà các động tác cương nghị của ông tống ra xa phía trên mọi cái đầu. Những lần khác thì những cuộc họp được tổ chức một cách mâu thuẫn, nơi diễn ra mọi câu hỏi và trả lời. Có những con vật có lọc độc không? Không có con nào, cũng không có mũi. Còn về giả thú thì chẳng có gì hết. Nhưng người ta nói rằng ở đó, ở châu Đại Dương, có những bộ lạc ăn thịt người đấy. Không đời nào mọi người đều ăn chay. Có thật là những người mang sợ đều ở trần trùng trùng. Điều đó có lẽ là đúng phần nào, nhưng không phải là tất cả. Mặt khác, chúng ta sẽ mặc quần áo cho họ. Những bài báo, những cuộc hội thảo đều thành công điên cuồng. Những người tốt đổ đến hàng trăm hàng nghìn. Những người muốn đi di tản ùa đến, và không chỉ ở Tarascon, cả ở miền Nam. Họ thậm chí đến từ Boke, nhưng hãy đứng ở đó, Tarascon thấy họ quá táo bạo. Đám dân Boke đó, từ hàng thế kỷ giữa hai đô thị lân cận chỉ ngăn cách nhau bằng sông Rhône, gầm gừ một nỗi thù hận đe dọa rằng không bao giờ chấm dứt. Nếu các bạn cố tìm nguyên nhân, người ta sẽ trả lời từ hai phía bằng những câu chữ không giải thích được gì cả. Chúng tôi biết họ lắm, bọn Tarascon ấy, dân vùng Boke nói gì giọng bí ẩn. Và những người ở Tarascon đáp lại bằng cách nháy con mắt láo lĩnh của mình. Người ta biết họ đáng giá cỡ nào, quý ông à, bọn Boke ấy. Thật vậy, từ thành phố này sang thành phố khác, không có sự giao hữu nào, và chiếc cầu mà người ta đã bắt giữa hai thành phố tuyệt đối không dùng để làm gì cả. Thoạt tiên là vì ác cảm, kế tiếp bởi vì sức mạnh của gió Missan và chiều rộng của con sông ở chỗ đó khiến cho việc đi qua lại rất nguy hiểm. Nhưng nếu người ta không chấp nhận những di dân ở Boke, thì tiền bạc ở trên thế giới hoàn toàn được chào đón. Những hecta đất di giá 5 quan, lợi tức hàng ngàn quan mỗi năm, được bán ra đồng loạt, người ta cũng nhận từ khắp nơi tiền biếu tặng từ những người nhiệt tình với công trình này, đã gửi cho các nhu cầu của thuộc địa. Tờ diễn đàn công bố những danh sách, và trong những khoản tiền biếu tặng này có những chuyện phi thường. Đặt danh một hộp ngọc trai nhỏ màu trắng, một lô các số báo diễn đàn, ông Pique, 45 chiếc lưới bao tóc tua lụa và ngọc trai cho phụ nữ da đỏ, bà Đuột La Ua, 6 chiếc khăn tay và 6 con dao cho nhà các cha xứ, đặt danh một cờ hiệu thêu dành cho phường hát, ăn đưa từ Magellan, một con chim hồng hạc nhồi rơm, gia đình Mạc, 6 tá dây đeo cổ chó, đặt danh một chiếc áo vest đính giải trang sức, một bà sùng đạo ở Marseille, một cái áo lễ, một bản kim tuyến dành cho người dân hương và một khăn phủ bánh thánh, cũng là bà đó, một bộ sưu tập sau vỏ cánh cứng lỏng kính. Và đều đặn trong mỗi danh sách có một mẫu quả do cô Tuột Na To, bộ trang phục để mặc cho một người mang sợ. Đó là mối bận tâm thường trực của bà gái già. Những món quà tặng kỳ quái, kỳ ảo này, nơi mà tính kỳ cục buồn cười ở miền Nam phô bày trí tưởng tượng của mình, được đưa lên kho cảng bằng những chiếc hòm đầy ở cửa hàng lớn ở thuộc địa tự do được thiết lập ở Marseille, quận Côte d'Armon, đã lập ở đó trung tâm hành động của ông. Từ các văn phòng làm việc của ông được sắp đặt rất xa qua, ông giải quyết những vụ việc lớn, dựng lên những công ty chuyên cất mía hay khai thác hải sâm, một loại động vật thân mềm mà người Trung Hoa rất thích ăn và họ trả giá cực cao. Tờ quảng cáo đã nói như vậy, mỗi ngày ông quận công không biết mệt mỏi, thấy mình nở ra một ý tưởng mới, nhú ra một bộ máy lớn lao được tung ra ngay vào buổi tối. Trong khoảng thời gian đó, ngài tổ chức một quỹ ban tài chính Marseille dưới sự chủ tọa của ông chủ nhà băng người Hy Lạp Karabaski, và nguồn vốn được rót vào nhà bằng Thổ Nhĩ Kỳ Paymanian Ben Kaga, một cơ sở rất an toàn.